À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các con đã quay trở lại với tiết học toán cùng với cô Giang. Và để bắt đầu một tiết học mới thì các con hãy chuẩn bị cho cô bút, giấy nháp và vở ghi nhé. Bây giờ cô sẽ dành cho con 1 phút để chuẩn bị những đồ dùng học tập này nào. Ở tiết học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ bước sang một phần mới của chương 2, số thập phân, các phép tính với số thập phân. Những tiết học ngày hôm trước thì chúng mình đã được tìm hiểu về khái niệm số thập phân này, nhận biết và viết các số thập phân rồi. Tiết học này thì chúng mình sẽ bước sang phần tiếp theo là phần các phép tính với số thập phân. Bài học đầu tiên của phần này là bài cộng khai số thập phân, trang 49. Bây giờ các con hãy trong bài học này thì chúng mình sẽ có hai lượng kiến thức cần lưu ý. Một là biết thực hiện các phép cộng hai số thập phân, và hai là giải các bài toán liên quan đến phép cộng hai số thập phân. Và để có thể tìm hiểu và thực hiện được phép cộng hai số thập phân thì các con hãy cùng tìm hiểu thông qua một ví dụ với cô nhé. Ví dụ 1 của cô như sau. Đường gấp khúc ABCD có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét? Vậy là có nghĩa là họ đã cho đường gấp khúc ABC này có AB dài 1,84m, BC dài 2,45m. Vậy là họ yêu cầu hỏi chúng mình tính độ dài đoạn đường gấp khúc ABC. Và cách tính độ dài đường gấp khúc ABC, các con còn nhớ cách tính không? À, muốn tính độ dài đường gấp khúc ABC thì mình chỉ cần lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với độ dài của đoạn thẳng BC. Và chúng mình sẽ thực hiện như thế nào? Các con cùng thực hiện với cô nhé. Bây giờ chúng mình cùng thực hiện phép tính cộng để tính được độ dài đường gấp khúc ABC. Chúng mình sẽ thực hiện lấy AB, độ dài AB cộng với độ dài BC, mà độ dài AB bằng 1,84 cộng với độ dài BC là 2,45m, và 1,84 cộng 2,45m ra được kết quả bằng bao nhiêu mét? Giờ chúng mình cùng tính nhé. Việc cộng hai số thập phân chúng mình chưa được học, vậy nên là chúng mình sẽ vận dụng những kiến thức mà chúng mình đã được học rồi để chúng mình thực hiện phép tính này. 1,84m và 2,45m thì cô sẽ đổi về đơn vị là cm để chúng mình cùng nhau cộng các độ dài dưới dạng là số tự nhiên. 1,84m thì sẽ bằng 184cm. Cách đổi thì cô sẽ nhắc lại một lần nữa nhé. 1,84m thì sẽ bằng 184 phần 100 mét. Và 184 phần 100 mét, từ mét sang cm thì mình nhân với 100. 184 phần 100 nhân với 100 thì sẽ bằng 184 cm. Là 1,84 mét sẽ bằng 184 cm. 2,45 mét thì bằng 245 cm. Bây giờ chúng mình đã đổi xong 1,84m bằng 184cm, 2,45m bằng 245cm. Và bây giờ thì muốn cộng 1,84m cộng với 2,45m thì cô cũng có thể thực hiện cộng 184cm cộng với 245cm. Phép tính sẽ là 184 cộng với 245 ra được kết quả bằng bao nhiêu ạ con? 184 cộng 245 thì sẽ ra được kết quả bằng 429. Cô sẽ cộng như sau. 4 cộng với 5 bằng 9. 8 cộng 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. Và 1 cộng 2 bằng 3, nhớ 1 bằng 4, viết 4. Vậy 184 cộng với 245 sẽ bằng 429. Và đơn vị đo ở đây là cm. Ở đề bài thì họ yêu cầu hỏi chúng mình đơn vị đo là mét. Vì vậy một lần nữa chúng mình sẽ đổi đơn vị đo là 429cm sang đơn vị đo là mét. 429cm thì bằng bao nhiêu mét? Từ cm sang đơn vị đo là mét thì sẽ chia cho 100 bằng 429 phần 100. 429 phần 100 thì sẽ bằng 29, cô sẽ viết ở phần thập phân bởi vì 100 có 2 chữ số 0.
Vậy là cô sẽ viết 29 trước này, rồi phẩy này, còn lại số 4 thì sẽ ở phần nguyên. Vậy sẽ bằng 4,29. Vậy cô đổi 429cm bằng 4,29m. Vậy từ đó thì chúng mình có thể kết luận được rằng là 1,84 cộng với 2,45 thì sẽ ra kết quả bằng bao nhiêu ạ con? À đúng rồi, 1,84 cộng với 2,45 sẽ ra được kết quả bằng 4,29 đơn vị đo là mét. Bởi vì chúng mình đã đổi hết sang đơn vị đo là cm, rồi chúng mình cộng các số đo độ dài dưới dạng số tự nhiên. Sau khi ra được kết quả bằng 429cm, chúng mình lại đổi về đơn vị đo là mét để được kết quả bằng 4,29m. Từ đó chúng mình kết luận là 1,84 cộng với 2,45 sẽ bằng 4,29 và đơn vị đo là mét. Vậy là chúng mình có thể thực hiện bằng cách đổi về đơn vị đo là cm rồi cộng rồi lại đổi. Tuy nhiên là các con thấy là nếu mà cộng chỉ một phép tính cộng như thế này thôi mà chúng mình làm nhiều bước như thế này thì cũng sẽ rất là khó khăn phải không nào? Vậy nên là hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con cách cộng các số đo, cộng các số thập phân nhé. Bây giờ đầu tiên để cộng được số thập phân thì chúng mình cần phải đặt tính. Chúng mình sẽ đặt tính như thế nào? Các con nhìn cô đặt tính này. Cô cộng 1,84 cộng với 2,45 thì cô viết 1,84 trước. Các con cũng có thể viết 2,45 trước nhé. Rồi 1,84 này cộng với 2,45. Bây giờ cô sẽ đặt tính hàng nào sẽ thẳng hàng với hàng đấy. Đấy là cách đặt tính mà các con đã được học rất nhiều rồi. Cô không nhắc lại nữa, hàng nào thẳng hàng với hàng đấy. Vậy là hàng đơn vị là 2 thẳng hàng với hàng đơn vị 1. Hàng phần 10 là 4 thẳng hàng với hàng phần 18. Và hàng phần trăm là 5 thẳng hàng với hàng phần 4. Thẳng hàng với hàng phần 10 là 4, hàng phần trăm ở trên đây là 4. Vậy là cô đã đặt tính xong 1,84 cộng với 2,45. Và các con lưu ý cho cô nhé, hàng nào sẽ thẳng hàng với hàng đấy, hoặc cách dễ nhất để chúng mình đặt tính đó chính là dấu phẩy thẳng hàng với nhau. Khi dấu phẩy thẳng hàng với nhau thì phần nguyên lại lần lượt thẳng hàng, hoặc là phần thập phân cũng sẽ lần lượt thẳng hàng với nhau. Cách dễ nhất để chúng mình đặt tính đó chính là dấu phẩy đặt thẳng hàng với nhau. Các con nhớ nhá. Đây là sau khi đặt tính xong thì chúng mình sẽ kẻ. Chúng mình kẻ ngắn thôi. Rồi, sau khi kẻ xong thì chúng mình thực hiện phép tính nhá. Chúng mình sẽ thực hiện phép tính như nào? Thì chúng mình cũng sẽ thực hiện phép tính lần lượt. Cộng lấy 4 cộng như cộng số tự nhiên nhá. Lấy 4 này cộng với 5 bằng 9. Cô viết 9 thẳng hàng với 4 và 5. 8 cộng với 4 bằng 12. Viết 2 nhớ 1, viết 2 thẳng hàng với 8 và 4. Thì chúng mình sẽ nhớ 1, thì nhớ 1 sẽ nhớ sang hàng bên cạnh thôi, không có gì cả. 1 cộng với 2 bằng 3, nhớ thêm 1 bằng 4, cô viết 4. Và dấu phẩy thì sao? Dấu phẩy sẽ viết thẳng hàng. Vậy cô đã đặt tính và tính xong được phép tính hai số thập phân 1,84 cộng 2,45 ra được kết quả bằng 4,29. Cách đặt tính thì cách dễ nhất để chúng mình đặt tính đó chính là mình sẽ đặt tính dấu phẩy thẳng hàng với nhau. Khi các con đã đặt được dấu phẩy thẳng hàng với nhau thì những hàng còn ở hai bên, như là hàng ở bên phần nguyên hay là phần thập phân, thì chắc chắn là các con cũng sẽ đặt được thẳng hàng với nhau. Và khi cộng thì chúng mình cộng như cộng một số tự nhiên, thì chúng mình cũng sẽ cộng này, lần lượt từ phải sang trái. 4 cộng 5 bằng 9, viết 9. 8 cộng 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1. Nhớ 1 thì nhớ sang hàng bên cạnh. 1 cộng 2 bằng 3, nhớ thêm 1 bằng 4, viết 4. Dấu phẩy viết thẳng hàng với dấu phẩy ở phần đặt tính. Bây giờ chúng mình đã hoàn thành, cô đã hướng dẫn qua về cách đặt tính và cách tính các số thập phân. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang ví dụ thứ hai để chúng mình học thật kỹ hơn về cách đặt tính cũng như cách tính các số thập phân nhé. Sang ví dụ 2 của cô là yêu cầu tính 15,9 cộng với 8,75. Bây giờ cô sẽ có hai cách đặt tính như sau, và theo các con là cách đặt tính nào là cách đặt tính đúng nhé. Cách đặt tính thứ nhất của cô là 15,9
7,9 cộng với 8,75. Cách đặt tính thứ hai của cô là 15,9 cộng với 8,75. Theo con thì hai cách đặt tính này thì cách đặt tính nào mới là cách đặt tính đúng? Bây giờ cô sẽ giải đáp cho con nhé. Trong hai cách đặt tính này thì cách đặt tính này mới là cách đặt tính đúng, và cách đặt tính này là cách đặt tính sai. Và cách đặt tính này sai ở đâu? Sai vì nó đặt chưa đúng hàng với nhau. Đầu tiên là mình xét theo hàng nhé. Thì 8 này sẽ thuộc hàng đơn vị. Nếu đặt ở đây là đã thẳng hàng với số 1 là thuộc hàng chục rồi, vậy chắc chắn là sai rồi. Và có một cách nữa để nhận biết là đúng hay sai dễ nhất, đó chính là chúng mình nhìn vào dấu phẩy. Cô nhắc lại một lần nữa nhé. Mình nhìn vào dấu phẩy, và khi đặt tính, dấu phẩy luôn luôn thẳng hàng với nhau. Ở đây thì dấu phẩy chưa thẳng hàng với nhau, vì vậy đây là cách đặt tính sai. Cách đặt tính đúng phải là viết thẳng hàng với nhau. 15,9 và 8,75 thì có dấu phẩy đặt thẳng hàng với nhau. Con lưu ý nhá, dấu phẩy này luôn luôn là dấu phẩy đặt thẳng hàng với nhau. Trường hợp nào trong tất cả các trường hợp thì dấu phẩy luôn luôn thẳng hàng với nhau ở phép tính cộng. Rồi, vậy là cô rút gọn lại thì ta sẽ có cách đặt tính như sau. Cô có cách đặt tính này, cô viết lại này. 15,9 cộng với 8,75. 15,9 cộng 8,75, cô sẽ đặt tính dấu phẩy. Dấu phẩy nhá, đặt thẳng hàng dấu phẩy này, nhớ nhá. Dấu phẩy luôn đặt thẳng hàng dấu phẩy. Còn những số ở hai bên thì các con lần lượt viết thẳng hàng với nhau là được. Cách đặt tính dễ nhất là phải đặt dấu phẩy thẳng hàng dấu phẩy đã. Còn hai bên phần nguyên và phần thập phân thì chúng mình đặt lần lượt thẳng hàng với nhau là được. Rồi sau khi đặt tính xong thì chúng mình cùng cộng phép tính này với cô nhé. Khi cộng phép tính này, các con thấy này, khi thực hiện phép tính thì chúng mình sẽ thực hiện như các phép như số tự nhiên thông thường. Ở đây thì ở đây sẽ không có số nào đúng không? Thì mình ngầm hiểu ở đây là số gì các con? Sau số 9 này không có số nào cả đúng không? Thì mình ngầm hiểu ở đây sẽ là số 0. Bởi vì khi viết số 0 vào bên phải ở phần thập phân thì số đó không thay đổi. Vì vậy chúng mình ngầm hiểu ở đây là số 0. 0 cộng 5 bằng 5, viết 5. Hoặc là chúng mình cũng có thể viết là 5 hạ 5, viết 5. Rồi, nhưng mà theo cô thì chúng mình cứ nên ngầm hiểu ở đây là số 0, bởi vì sau này còn liên quan đến phép tính trừ nữa. Nên là các con hãy làm theo cô là chúng mình ngầm hiểu ở đây là số 0, không có chữ số nào mình hiểu chữ số 0 nhé. 0 cộng 5 bằng 5, viết 5. 9 cộng 7 bằng 16, viết 6, nhớ 1. 5 cộng 8 bằng 13, nhớ thêm 1 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 1, nhớ thêm 1 bằng 2. Vậy 15, sau đó mình đặt dấu phẩy thẳng hàng với hai dấu phẩy mà chúng mình đã đặt ở phía bên trên. Đúng không? Dấu phẩy luôn luôn thẳng hàng với nhau. Vậy 15,9 cộng 8,75 ra được kết quả bằng 24,65. Từ đó thì cô rút ra được cách thực hiện phép tính cộng của hai số thập phân như sau. Chúng mình sẽ đặt tính thẳng hàng này, viết dấu phẩy thẳng hàng với nhau nhé, đặt tính thẳng hàng dấu phẩy này. Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên. Khi ở phần thập phân mà không có chữ số để cộng thì chúng mình ngầm hiểu là chữ số 0. Hoặc nếu các con không muốn hiểu đấy là số 0 thì các con cũng có thể hạ luôn số kia xuống cũng được. Nhưng theo cô thì chúng mình nên ngầm hiểu là chữ số 0, vì sau này các con còn liên quan đến phép tính trừ nữa. Rồi, chúng mình sẽ thực hiện phép tính cộng như cộng các số tự nhiên. Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạ. Đây, cột này, dấu phẩy của tổng 24,65 cô đã viết thẳng hàng với dấu phẩy của 15,9 và 8,75. Từ đó thì cô đưa ra một nhận xét và kết luận về muốn cộng hai số thập phân ta sẽ làm như sau. Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau. Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau. Đây, đặt thẳng cột với nhau. Và cô đã nhắc đi nhắc lại nhé. Cách đặt thẳng cột dễ nhất là chúng mình đặt thẳng cột dấu phẩy. Và hai bên thì chúng mình đặt lần lượt. Nhớ nhá, mình đặt dấu phẩy luôn luôn phải thẳng hàng ở trong phép tính cộng cũng như phép tính trừ. Rồi, đặt thẳng cột này. Sau đó thì cộng như cộng các số tự nhiên.
chúng mình cũng sẽ cộng lần lượt từ phải sang trái. Sau đó thì viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng. Dấu phẩy thẳng cột. Nhớ nhá, dấu phẩy luôn luôn thẳng cột với nhau, kể các số hạng, kể cả tổng. Rồi, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong để có thể rút ra được kết luận về cách cộng hai số thập phân. Bây giờ chúng mình cùng đi thực hiện các bài tập để có thể luyện tập và củng cố sâu hơn về kiến thức này nhé. Bài tập 1 của chúng mình là yêu cầu tính. Tính có 4 phép tính: 58,2 cộng với 24,3, 19,36 cộng với 4,08, 75,8 cộng với 249,19 và 0,995 cộng với 0,868. Bây giờ các con hãy cùng nhau thực hiện bài tập 1 vào vở. Cách làm bài tập này thì chúng mình cộng các số thập phân thế nào các con? Chúng mình cũng sẽ cộng như các số tự nhiên và dấu phẩy thì đặt thẳng cột với các số hạng. Bây giờ chúng mình cùng thực hiện với cô nhé. 58,2 cộng với 24,3 nào. 2 cộng 3 bằng 5, cô viết 5. 8 cộng 4 bằng 12, cô viết 2 nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7, nhớ 1 bằng 8. Dấu phẩy đặt thẳng hàng với các số hạng. Vậy 58,2 cộng 24,3 ra được kết quả bằng 82,5. 3 câu còn lại các con tương tự làm cho cô nào. Trước khi làm bài tập 1 thì các con lưu ý viết tên đề bài của bài học ngày hôm nay là cộng hai số thập phân, sau đó viết bài tập 1 và làm các câu trong bài tập 1 nhé, lần lượt từng câu một. Và với mỗi câu này thì nếu bạn nào chữ bé thì các con sẽ cách khoảng 2 ô ly, còn với bạn nào mà để có thể vừa được cả một dòng này, còn nếu bạn nào mà chữ to thì các con cũng có thể viết hai phép tính ở trong cùng một hàng. Rồi bây giờ các con hãy cùng làm bài tập 1 vào vở nào. Bây giờ các con hãy theo dõi lên bảng xem cô chữa những câu còn lại nhé. Câu tiếp tục này, tiếp theo nhé. 19,36 cộng với 4,08 thì chúng mình cũng sẽ thực hiện cộng từ phải sang trái. 6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 3 cộng 0 bằng 3, nhớ 1 bằng 4. 9 cộng 4 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 1 nhớ thêm 1 bằng 2. Sau đó đặt dấu phẩy thẳng hàng với các số hạng. Vậy 19,36 cộng với 4,08 ra được kết quả bằng 23,44. 75,8 cộng với 249,19. Ở đây thì không có chữ số nào, mình ngầm hiểu đây là chữ số 0. 0 cộng 9 bằng 9, viết 9. 8 cộng 1 bằng 9, viết 9. 5 cộng 9 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 7 cộng 4 bằng 11, nhớ 1 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 nhớ thêm 1 bằng 3. Đặt dấu phẩy thẳng hàng với các số hạng. Vậy 75,8 cộng với 249,19 ra được kết quả bằng 324,99. Câu cuối cùng. 5 cộng với 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 9 cộng với 6 bằng 15, nhớ thêm 1 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 8 cộng với 9 bằng 17, nhớ thêm 1 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 0 cộng 0 bằng 0, nhớ 1 bằng 1, viết 1. Đặt dấu phẩy thẳng hàng với các số hạng. Vậy 0,995 cộng với 0,868 ra được kết quả bằng 1,863. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 thì có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt tính và yêu cầu thứ hai là tính. Vậy chúng mình cần phải đặt tính 3 phần A, B, C. Với mỗi phần này thì các con cách ra 2 ô ly để làm nhé. Tự nhiên làm xong cái này các con cách ra 2 ô ly để làm tiếp câu B. Như thế thì sẽ đủ cả một dòng, cả 3 phép tính này. Và khi đặt tính thì các con lưu ý thế nào? Đặt thế nào? Đặt thẳng cột. Thẳng cột như thế nào? Dấu phẩy đặt thẳng cột với nhau. Dấu phẩy đặt thẳng cột với nhau. Khi các con đặt thẳng cột được dấu phẩy thì chắc chắn cô tin rằng là phần nguyên hay là phần thập phân thì các con cũng sẽ đặt đúng. Vì vậy là chúng mình chỉ cần nhớ là đặt thẳng cột dấu phẩy, vậy là được.
Bây giờ con hãy làm bài tập 2 vào vở gồm hai yêu cầu. Đầu tiên là đặt tính, sau đó tôi tính. Khi làm bài tập 2 thì chúng mình không cần phải viết lại yêu cầu để bài nữa, mà chúng mình sẽ đặt tính và tính luôn. Bây giờ con hãy làm bài tập 2 vào vở nào. Bây giờ con theo dõi em bảo xem cô chữa bài tập 2 nhé. Bài tập 2 này, phần A này, cô sẽ đặt tính 7,8. 7,8 cộng với 9,6. 9,6. Khi cô làm những bài đặt tính rồi tính, cô có thói quen là cô sẽ viết hết một lượt các phép tính, sau đó thì cô mới kẻ ngang một lượt, thì như vậy là nó sẽ đẹp hơn và đúng hơn. Đến với phần B này, cô viết luôn nhé. 34,82 34,82 cộng với 9,75. Vậy cô đặt dấu phẩy trước này. 9,75. Câu C, 57,648. 57,648. 35 cộng với 35,37. Thì cô đặt dấu phẩy trước nhá. Rồi cô viết 35. Sau đó cô viết số 37. Như thế này thì chúng mình sẽ không bao giờ viết sai cột. Còn nếu mà các con không viết dấu phẩy trước thì cô tin là sẽ có một số bạn bị viết đẩy lùi sang phía bên này. Sau khi đã viết xong 3 phép tính thì cô sẽ kẻ ngang. Có thói quen của cô là cô sẽ viết tất cả phép tính trước, sau đó thì cô mới kẻ. Như thế thì cũng sẽ đỡ mất thời gian hơn là các con viết từng phép tính rồi các con kẻ. Rồi bây giờ chúng mình thực hiện tính nhá. Đặt tính xong rồi chúng mình thực hiện tính này. Chúng mình thực hiện tính như số tự nhiên. 8 cộng 6 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 7 cộng 9 bằng 16. Nhớ 1 bằng 17. Viết 17. Sau đó dấu phẩy đặt thẳng hàng. Xong. 7,8 cộng 9,6 bằng 17,4. Tiếp tục. 2 cộng 5 bằng 7, viết 7. 8 cộng 7 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 4 cộng 9 bằng 13, nhớ 1 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 3 nhớ thêm 1 bằng 4, viết 4. Số phẩy chúng mình đặt thẳng hàng. Câu cuối cùng. 8, ở đây không có số nào thì mình ngầm hiểu đây là số 0. 8 cộng 0 bằng 8, viết 8. 4 cộng 7 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 6 cộng 3 bằng 9, nhớ 1 bằng 0, viết 0, nhớ 1. À, nhớ 1 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2, nhớ 1. À, cô xin lỗi. 7 cộng 5 bằng 12, nhớ thêm 1 nữa. Nhớ thêm 1 ở đây nữa, bằng 13, viết 3, nhớ 1. 5 cộng 3 bằng 8, nhớ thêm 1 bằng 9. Đặt dấu phẩy thẳng hàng. Vậy 57,648 cộng 35,37 ra được kết quả bằng 93,018. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2 gồm 2 yêu cầu là đặt tính rồi tính. Cô nhắc lại một lần nữa về phần đặt tính. Chúng mình cần phải đặt tính các dấu phẩy thẳng cột với nhau. Rồi bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập số 3 nhé. Đến với bài tập số 3 thì là một bài giải toán có lời văn. Các con hãy đọc thầm bài toán này cùng với cô nhé. Bài 3, nam cân nặng 32,6kg, Tiến cân nặng hơn nam 4,8kg, hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu kg? Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tóm tắt bài tập 3 để tìm hiểu kỹ hơn về bài tập này. Đầu tiên là nam cân nặng 32,6kg. Vậy cô sẽ biểu thị cân nặng của nam bằng một đoạn thẳng. Và đoạn thẳng này sẽ là 32,6kg. Rồi, Tiến cân nặng hơn nam 4,8kg. Vậy thì đoạn thẳng biểu thị số cân nặng của Tiến chắc chắn là sẽ dài hơn đoạn thẳng biểu thị số cân nặng của nam. Đây là đoạn thẳng biểu thị số cân nặng của Tiến. Và Tiến thì hơn nam, vậy nên cái phần này sẽ là 4,8kg.
Sau đó họ hỏi là hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu kg. Vậy là hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu kg? Rồi, cách làm bài toán này thì chúng mình rất là dễ dàng làm, đúng không nào? Muốn biết cân nặng của Tiến thì chúng mình chỉ cần lấy cân nặng của Nam cộng với 4,8kg thôi. Và lời giải sẽ là gì? Tiến cân nặng số kg là phép tính là lấy 32,6 cộng với 4,8. Và phép tính cộng hai số thập phân thì các con đã được học rồi. Bây giờ các con hãy tự mình làm bài tập 3 vào vở nhé. Rồi bây giờ các con theo dõi lên bảng xem câu chữa bài nào. Bài làm, lời giải sẽ là cân nặng của Tiến là, hoặc là Tiến cân nặng số kg là. Rồi, cân nặng của Tiến thì sẽ lấy cân nặng của Nam cộng với 4,8. 32,6 cộng 4,8 ra được kết quả bằng 37,4kg và đáp số là 37,4kg. Thì bài toán giải toán này thì không có gì khó cả. Nó chỉ có thêm là ở phần phép tính là cộng các số thập phân. Và phần này thì các con cũng đã làm được rồi. Vậy nên là cô tin là cả bài toán này thì các con làm rất là dễ dàng, phải không nào? Và bài toán 3 thì cũng đã kết thúc tiết học ngày hôm nay. Qua tiết học này thì chúng mình đã được học về cách đặt tính và cách tính các phép tính cộng hai số thập phân. Một lần nữa thì cô nhắc lại cho con là khi đặt tính hai số thập phân thì chúng mình nhớ đặt tính dấu phẩy thẳng cột với nhau, và kết quả ra được thì dấu phẩy cũng sẽ thẳng cột với các số hạng nhé. Về nhà thì các con hãy ôn tập lại cách đặt tính các số thập phân. Và cô chúc là các con sẽ có những tiết học sau thật bổ ích và thú vị hơn nữa nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.